Ngọn lửa được cho là nhen lên do người dân địa phương khai hoang đã nhanh chóng bùng phát dữ dội dưới sự hỗ trợ của gió mạnh. Không khí khô nóng cũng tiếp sức làm đám cháy lan rộng nhanh chóng, khiến cho những tỉnh phía đông của Bolivia biến thành vùng thảm họa. Thị trưởng thành phố Robore, cách thủ đô La Paz 900 km về phía đông, đã phải ra lệnh sơ tán bắt buộc với nhiều hộ dân trong khu vực nguy hiểm. Các nhà chức trách hiện đang quan ngại đám cháy sẽ đe dọa đến công viên động vật hoang dã trong khu vực. Trong khi đó, lính cứu hỏa, nhân viên gác rừng cùng quân đội đã được huy động, song phải chống chọi khá chật vật trong điều kiện thời tiết bất lợi.